Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay, ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sương mù và mưa nhỏ có thể tiếp diễn tại các tỉnh vùng núi Việt Bắc. Còn những khu vực khác thì phổ biến có mưa nhỏ cục bộ. Đêm và sáng trời vẫn ở ngưỡng rét với mức nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ 18 cho đến 21 độ. Sau đó vào ban ngày, mây giảm dần, trời hửng nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Riêng với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do tác động chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên sẽ ít chịu tác động của không khí lạnh lệch đông. Trời có nắng nhiều vào ban ngày và riêng tại một số tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên thì nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Với thủ đô Hà Nội, trong ngày mai thời tiết khá tạnh ráo và sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù và nhiệt độ xấp xỉ ngưỡng là 19 độ. Sau đó vào trưa chiều thì nắng lên, xua tan mây, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 25 đến 26 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, do không khí lạnh ở cường độ yếu và lệch về phía biển nên chỉ còn gây nhiều mây và sương mù cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế vào đêm và sáng sớm. Còn ban ngày thì toàn khu vực sẽ đều có nắng. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục không mưa, có nắng khô trong ngày. Riêng một số nơi thuộc miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 34 độ. Sau đó, từ khoảng đêm mai sang sáng ngày kia, mưa rào trái mùa có thể xuất hiện rải rác tại các tỉnh ven biển Nam Bộ. Và trong mưa dông, cần phải đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm thì còn có sương mù rải rác, làm giảm tầm nhìn xa xuống dưới 1 km. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ gia tăng mưa rào và dông, làm giảm tầm nhìn xa xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.